Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều nay ngày 10 tháng 9, tâm bão số 5 Côn Sơn ở ngay trên vùng biển phía nam khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Quảng Trị, Quảng Nam khoảng 380 km về phía đông, cường độ cấp 10, giật cấp 13. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10 km/h, hướng về phía đất liền các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi. Đây cũng là vùng trọng tâm tác động của bão số 5 trên biển. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa bão, gió xoáy mạnh cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 4-6 m, biển động dữ dội. Từ đêm nay, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Ngày mai sẽ tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 4-5 m, biển động rất mạnh. Từ ngày mai, khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió mạnh dần lên. Gió mạnh nhất trên đất liền do ảnh hưởng của bão số 5 là khoảng cấp 7 giật cấp 9, vùng ven biển có thể đạt cấp 8 giật cấp 10, trọng tâm là các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Từ đêm nay đến ngày 13 tháng 9, các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa to đến rất to với lượng mưa ở Quảng Trị đến Đà Nẵng phổ biến từ 200-300 mm trên đợt, có nơi trên 350 mm trên đợt. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến là 100-200 mm trên đợt, có nơi trên 200 mm trên đợt. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm trên đợt. Quảng Bình và Hà Tĩnh có nơi trên 250 mm trên đợt. Còn từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 9, các tỉnh Kon Tum và Gia Lai mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-80 mm trên đợt, có nơi trên 100 mm trên đợt.